sáng ngày 7 tháng 10, đoàn công tác của quận ủy do đồng chí Phạm Thị Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác tuyên truyền trang trí chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 tại các cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện công văn số 78 ngày 1 tháng 10 năm 2020 của quận ủy, các cơ quan đơn vị trên địa bàn quận đã chủ động tích cực trong công tác tuyên truyền trang trí khánh tiết, chào mừng đại hội. Đảng ủy các phường chỉ đạo vận động nhân dân treo cờ tổ quốc từ ngày 11 tháng 10 đến hết ngày 16 tháng 10. Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng trước cổng trụ sở phường và các tuyến đường chính trên địa bàn. Các trường học, doanh nghiệp, cơ quan đơn vị đứng chân trên địa bàn quận cũng thực hiện việc căng treo băng rôn khẩu hiệu chào mừng. Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận duy trì chuyên mục tăng cường thời lượng tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 trên hệ thống phát thanh của quận. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương cần rà soát lại toàn bộ hệ thống pano áp phích khẩu hiệu, thay thế những cái đã cũ không đảm bảo thẩm mỹ, tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền trang trí đảm bảo đúng tiến độ, nội dung và hình thức, góp phần tạo không khí sôi nổi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16.